đợt buổi lễ liên hoan ấy ạ, thì các bạn bè trong đoàn ấy thì tổ chức nhau liên hoan, xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc ấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ. Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Lúc đó vợ em có phản ứng không? Và lúc em hôn vợ em thì không có phản ứng gì ạ. Thì cũng hồi hộp và cũng tại vì cũng thích lại rồi là cũng đồng ý luôn ạ. Em chưa có kinh nghiệm gì thì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên cứu không? Em không tìm hiểu gì, không tìm hiểu. Nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của em sao? Đó. Cảm giác em lúc đấy thì khá là run, đập tim thì cứ thập thình thịch. Nên ăn cơm chất kẽm. Và hôm sau em mua que thử thai về là sáng hôm đấy thử là 2 vạch, em sợ quá. Sợ quá lúc đó là cái khi mà em biết tin vợ có thai thì cái cảm giác của em sao? Dạ cảm giác em lúc đấy thì cũng lo ạ và cũng sợ ạ. Vợ chồng dẫn nhau đến bác sĩ khám ạ. Lúc đấy thì em bé được 7 tuần. Úi dồi ôi, 7 tuần rồi. Cả mình có khỏe mạnh không? Trong này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường thế mà một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Đi hôm nào mà không mệt hay là trời không đi làm thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thịnh ơi. Em ngồi đây. Vô nghe. Xin chào. Mời hai em giới thiệu về mình ạ. Vâng, em xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận ạ. Và em xin chào tất cả các vị khán giả. Em Quảng Văn Thịnh, em quê ở Điện Biên. Năm nay thành bao nhiêu? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi ạ. Công việc của em? Công việc em là buôn bán ạ. Nhưng mà bây giờ là em ở Điện Biên hay là ở đâu? Dạ, em hai vợ chồng hiện đang trọ ở Hà Nội anh ạ. Hà Nội. Dạ vâng. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hậu, năm nay em 27 tuổi ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Công việc hiện tại của em là nội trợ ở nhà. Có em bé chưa? Em có em bé rồi ạ. Dạ, ở nhà nuôi con. Em bé được mấy? Dạ, cháu được 2 tuổi rưỡi rồi ạ. 2 tuổi rưỡi. Chúc mừng. Hiện giờ tụi em vẫn đang ở Hà Nội đúng không? Dạ. Là tụi em vào đây để tham gia chương trình này. Dạ. Tụi em vào lúc nào? Em vào từ hôm qua. Em đi bằng máy bay ạ. Máy bay. Em cũng cảm ơn nhà tài trợ du lịch Bến Thành ạ. Vâng, thì đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em một chuyến bay vào Sài Gòn ạ. Vậy đó hả? Có nghĩa là Bến Thành Tourist đã tài trợ cho hai vợ chồng em và con gái vào với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, thiệt là quý hóa luôn. Quá tuyệt vời. Thay mặt chương trình, chúng tôi xin cảm ơn Bến Thành Tourist đã đồng hành cùng với chương trình và đưa hai vị khách mời đặc biệt đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Vậy tình yêu của các em bắt đầu từ đâu? Bọn em tình cờ quen nhau ở đoàn văn nghệ hát ạ. Thế hôm đó thì em song ca, hợp ca hay đơn ca? Em đơn ca ạ. Đơn ca? Bà chồng cũng hát đơn ca hả? Dạ vâng, em hát đơn ca. Đâu em hát bài. Bây giờ mời Thịnh hát một ca khúc để mà tặng quý khán giả. Thì em xin gửi tới anh chị và các vị khán giả một bài hát Giận Mà Thương ạ. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thì. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chỉ có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm. Giận chẳng còn mà thương rộng dài thì. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái mối tình của các bạn lần đầu tiên. Thì gặp nhau trong đêm đó thì lần đầu tiên em ấn tượng ở người bạn gái này là như thế nào? Thì nhà em thì hơn em 1 tuổi ạ. Thì em vẫn gọi nhà em thì cũng bằng chị. Sang đoàn chơi thì cũng chưa có ý định chủ động tán tỉnh gì đâu ạ. Có xin số điện thoại hay là có xin địa chỉ như thế nào để liên lạc không? Có xin số điện thoại và hay nhắn tin hỏi thăm em ạ. Nhắn tin, ví dụ nhắn tin sao? Hỏi chị ăn cơm chưa, chị đang làm gì đấy ạ. Vẫn là chị em. Khi mà Thịnh ngỏ lời với em là sau cái hôm đó là bao nhiêu lâu? Cũng khoảng được một tháng ạ. Em thì cũng vẫn làm anh hơn. Thì nhà em thì cứng đầu ấy ạ. Không chịu luôn đúng không? Không chịu luôn ạ. Đến bao lâu thì tình cảm với các em mới bắt đầu nảy nở? Thì một thời gian lâu thì em thấy chồng em tính có vẻ hiền lành, thật thà. Mới đầu thì em đi làm ở trong Đắk Lắk thì em có nói chuyện với chồng em là vào trong đấy làm, nếu mà thực sự yêu thương nhau ấy ạ thì là đi theo em, nên là chồng em cũng đi theo luôn ạ. Kết quả hai vợ chồng vào Đắk Lắk. Rồi tình yêu như vậy là nảy sinh từ Đắk Lắk. Đúng không? Lúc ở Đắk Lắk cái ngày đầu tiên mà coi như là chính thức là không còn chị em mà bắt đầu yêu đương thực sự thì sao nào? vào trong đấy rồi thì tình cảm giữa hai vợ chồng thì càng đi lên ạ. Càng đi lên là... đúng không? Cái lần đầu tiên nắm tay vợ em đó là như thế nào? Dạ, lần đầu tiên nắm tay vợ em là lúc đấy cũng đi trên cái xe ô tô thì cứ cầm tay nhau. Lần đầu tiên em được cầm tay chặt luôn ạ. Và lúc đấy thì mồ hôi cứ toát ra, xong rồi người cứ run run. Là hôm đó là chỉ nắm tay thôi, không có một cái gì khác hơn nữa. Vậy bao giờ thì hôn? Ai là người chủ động hôn? Ngày em chủ động trước ạ. Sao hôm đó kể nghe coi. Dạ, có cái buổi lễ liên hoan đấy ạ, thì các bạn bè trong đoàn ấy thì cứ tổ chức nhau liên hoan, xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc đấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ. Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Lúc đó vợ em có phản ứng không? Và lúc em hôn vợ em thì không có phản ứng gì ạ. Thì cũng hồi hộp và cũng tại vì cũng thích lại rồi nên là cũng đồng ý luôn ạ. Tức là lúc đó được 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng. Gần 1 năm rồi mới hôn đúng không? Dạ. Và đấy thì em quay trở lại Hà Nội thì hai vợ chồng đi làm lại chung với nhau ạ. Là ở chung với nhau? Vâng. Nhưng mà giấu bố mẹ hả? Vâng, giấu bố mẹ đẻ em ạ. Rồi ở chung nhà thì cái gì đến nó cũng phải đến đúng không? Dạ. Trước đó là tụi em có tìm hiểu là những cái điều cần thiết khi mà mình phòng tránh về tất cả mọi thứ nếu như mà mình có cái vấn đề gần gũi nhau không? Tại đấy em chưa có kinh nghiệm gì, vì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên cứu ạ? Em không tìm hiểu gì cả. Không tìm hiểu. Nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của em sao? Đó. Cảm giác em lúc đấy thì khá là run run, đập tim thì cứ thọc thình thịch. Thế thì là có em bé trước khi đám cưới đúng không? Vâng, nên ăn cơm trước kẽm. Vài hôm sau em mua que thử thai về là sáng hôm đấy thử là 2 vạch, em sợ quá. Sợ quá. Lúc đó là khi mà em biết tin vợ có thai thì cái cảm giác của em sao? Dạ, cảm giác em lúc đấy thì cũng lo ạ, và cũng sợ ạ. Hai vợ chồng dẫn nhau đến bác sĩ khám ạ. Lúc đấy thì em bé được 7 tuần. Úi dồi ôi, 7 tuần rồi. Bác sĩ có khuyên em cái gì không? Thì bác sĩ khuyên em là sợ em như này, không biết là em có mang nổi bầu không ạ? Đó là cái mà quan trọng á. Thế rồi lúc đó là em có ý nghĩ là em vẫn giữ cái thai đó không? Em tại em chưa dám nói gì với gia đình ạ. Thì là em nói chuyện với chồng em thì là ví dụ xác định là hai người mà đến được với nhau hay là yêu thương nhau thật sự thì về nói chuyện với hai bên gia đình là giữ lại con ạ. Nhưng mà anh hỏi nè, khi mà bác sĩ khám cho em á thì bác sĩ có nói về cái vấn đề là em bé là nó sẽ có cái gen di truyền giống như hai vợ chồng? Thì có, thì bác sĩ cũng có nói với em là tại vì em là trùng một gen ạ. Thì bác sĩ nói là sợ con là cùng gen bố mẹ. Thì lúc đấy em cũng sốc lắm ạ. Thì nghĩ thương con thì cũng không muốn con là sau này giống bố mẹ và chịu hoàn cảnh như mình ạ. Nhưng mà tôi thì trời cho mình thì mình cũng nhận. Thì con đến với mình là một món quà vô giá. Thì đấy thì em cũng chấp nhận và giữ cháu lại ạ. Khi mà em đi sanh nở thì là em sanh thường hay là sanh mổ? Em sinh mổ ạ. Sanh mổ? Vâng ạ. Mà khi mà em có thai là em không hề bị ốm ngén, em không gì hết đúng không? Vâng ạ. Và cái bụng nó sẽ lớn dần để mà cơ thể em tương thích từ từ đúng không? Đúng rồi ạ. Ở đến ngày sinh cũng rất bình thường. Vâng, đến ngày sinh sáng đi khám chiều mổ luôn ạ. Ồ vậy hả? Chị hỏi nè, em bé bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài? Em uống cả hai ạ. Tại vì lúc bác sĩ khám ấy ạ thì nói là thì cháu cũng theo gen bố mẹ ạ. Thì em muốn cho cháu là uống sữa ngoài để cháu phát triển hơn bố mẹ ngày xưa. Là em như vậy thì ngoài sữa ra thì cháu phải cần bổ sung canxi nữa. Rồi là sau này lớn xíu và cho đi học bơi. Anh nghĩ là sẽ có sự cải thiện, sẽ có sự cải thiện. Tại vì khoa học bây giờ. Em chỉ mong muốn vậy thôi ạ. Rồi có định có thêm nữa không? Dạ chắc em thôi ạ. Thôi như vậy thì phải search trên mạng để học cái cách mà phòng ngừa nha. Bây giờ chắc chắn là có rồi đúng không? Có rồi. Bây giờ là biết rồi đúng không? Vâng. Tại đôi khi máu quá phải kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Ông nhà mình có khỏe mạnh không? Trong này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường đó. Một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Tuy nhiên hôm nào mà không mệt hay là trời không đi làm thì thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thịnh ơi. Bây giờ các em là ở với nhau từ lúc cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ em được 4 năm rồi ạ. 4 năm, em bé là 2 tuổi rưỡi đúng không? Rồi, và Thịnh với Hậu cũng biết chương trình này là đến một cái phần mà rất đặc biệt. Đó là phần nói xấu người kia. Kể lại thật xấu đó không? Em có. Có à? Thì bây giờ mời Hậu trước đó. Thịnh này có thật xấu nhiều không? Có, nghĩa là ngày trước yêu nhau thì tình cảm lắm ạ, nhưng mà từ lúc đấy nhau về rồi khác hẳn đi ạ. Khác hẳn là khác là sao? Nghĩa là ít quan tâm hơn, ngày lễ ngày gì của phụ nữ là coi như phất lờ đi, chẳng chúc chẳng gì ạ. Đôi lúc em thấy mọi người trên Facebook đăng ảnh các thứ người yêu hay chồng tặng mà nghĩ chồng mình mà nghĩ tuổi ạ. Tuổi thân. 8 tháng 3 vừa rồi có tặng em cái gì không? Dạ không ạ. Wow. Thế chết không cứ chị. Sao lại thế? Sáng 8 tháng 3 thì em cũng có tặng cho vợ một nụ hôn rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Chắc là nhà em không nhớ. Thế còn em có tặng chồng em cái gì không? Em không ạ. Thế mà lại trách người ta. Thì em bực mình quá thì nghĩ chồng em không tặng thì thôi. Đó. Bây giờ tài chính nhà ai cầm? Em cầm ạ. Ô hay thế thì bây giờ chị nói em cầm hết rồi thì nó lấy tiền đâu mà nó mua quà cho em? Nhưng mà cũng chẳng hỏi gì em là mua gì cho vợ, ví dụ hỏi em thì em đưa luôn ạ. Ôi trời ơi. Theo em nghĩ thì nếu mà tài chính vợ cầm rồi thì thôi thì những cái ngày lấy đấy thì thôi thì cứ để cứ tự mua đúng không? Đấy, đấy. Người ta cho mình cả cuộc đời rồi. Ý chị hỏi đây là sao? Để cho em mai mốt em không cần buồn những cái việc không đáng buồn nữa. Đúng không? Nhưng mà nếu như em là người cầm tiền á, ngày lễ tình nhân em nên mua tặng chồng em một cái gì đó để mà chồng em tự giác suy nghĩ ngày lễ tình nhân bà tặng mình, ngày lễ bây giờ mình lại không tặng bà cái gì thì nhục quá, cho nên sẽ tìm mọi cách để tặng cho em. Đấy, em phải chơi chiêu đó cho chị. Rồi bây giờ này còn tật xấu gì nữa không? Dạ, có. Từ ngày đấy nhau về đến giờ ở bẩn hơn ạ, râu ria trong tóc ta lượm chuộm, xong là ăn mặc lượm chuộm, xong là đổi lỗi là cho con là chăm con. Thế tối ngủ thì đứa nào ôm đứa nào? Tối ngủ thì mỗi người một nơi ạ, con thì nằm giữa. Nó nằm giữa. Thế coi như hai vợ chồng ôm con hết chứ không ôm nhau. Nghĩa là tính chồng em không thích ôm ạ. Lúc nào mà làm chuyện ấy thì mới nhảy sang thôi. Mới nhảy sang thôi. Rồi bây giờ tới em đó Thành. Cô ấy có tật xấu gì không? Có khá nhiều hơn em ạ. Khá nhiều hơn em. Chết rồi. Tật xấu thì một là hay mua đồ lãng phí ạ. Có một lần làm em kỷ niệm nhớ nhất là cách đây 1 tháng 2 tháng gì đấy. Thế có một hôm đi làm về, mở cửa ra thì vợ cũng bảo là chồng ơi, vợ mua đồ cho chồng người này. Và cái gì thế? Mở túi ra thì vợ mua tặng hẳn 12 cái quần xịp luôn đấy. Tức là mua như vậy là mua tốt chứ, mua tặng cho chồng 12 cái quần xịp luôn. Dạ vâng. Thứ nhất là hay lãng phí, lãng phí rồi cái gì nữa. Cái thứ hai thì nhà cửa thì lắm lúc thì cũng lúng túng, cũng bừa bộn đấy ạ. Lắm lúc thì hai vợ chồng thì cứ vì những cái chuyện dọn dẹp nhà cửa thôi mà lắm ra cũng gây cãi nhau. Ở nhà ai là người chăm con kỹ lưỡng? Được cái thì bé cháu nhà em thì được theo bố nhiều hơn, thế là việc chăm con thì em chăm nhiều hơn ạ. Rồi bây giờ thì em mong muốn ở Hậu thay đổi điều gì Thịnh? Vâng, thì mong muốn của em muốn vợ em thay đổi thì không hoang phí những cái mua đồ các thứ, thì cũng tùy cái mà cái nào thiếu thốn thì mới mua. Tiết kiệm, tức là bây giờ phải tiết kiệm, phải tiết kiệm hơn. Thứ hai thì em cũng mong dọn dẹp nhà cửa nó gọn gàng hơn, là bớt bừa bộn đấy. Còn Hậu mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Mong muốn của em là chồng em là ít vô tâm hơn ạ, biết hiểu cho vợ hơn ạ. Tụi em là một cái cặp gia đình rất là đặc biệt, rất là đáng yêu luôn. Với tụi em á, thì để làm được những công việc bình thường á thì tụi em phải nỗ lực gấp đôi gấp 3 lần những người bình thường khác. Chính vì vậy mà cái sức khỏe của tụi em cực kỳ quan trọng. Giờ em rất là muốn gặp cháu, muốn tặng cho cháu để cháu mua sữa. Nói đây cháu về với bố đây. Cháu về với bố. Bố nè, bà đưa qua bố nè, đây. Rồi, đây, qua bố. Rồi. Xin chúc cho hai em và cháu luôn có thật nhiều sức khỏe. Và rất cảm ơn gia đình các bạn đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son nhé. Hai bạn có cảm giác là hồi hộp, có run sợ gì không ạ? Hơi có á. Còn chú rể thì sao? Em thì bình thường. Tụi em là ở miền Bắc đúng không? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Vậy hả? Thời tiết khác, tối hôm qua ngồi sáng nay ngủ dậy thì thấy mất giọng. Tụi em ở Hà Nội hay là ở đâu? Em quê Thanh Hóa, lấy chồng Phú Thọ. Em là Phú Thọ à? Dạ vâng, em Phú Thọ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Đức Minh, đến từ Phú Thọ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại một ngân hàng. Thế còn em? Em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Bây giờ bắt đầu kể cho anh nghe coi hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, như thế nào? Năm 2009 á, bọn em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già rồi, làm cái status là buồn ơi tới là khóc đây, ngay xến sẩm em bảo khóc ơi tới là khăn mùi xoa đây. Thế là ông ấy dính quên ChatGPT với em sau xin số điện thoại. Lúc đấy bắt đầu làm quen rồi. ChatGPT thì ông ấy hỏi em sinh năm bao nhiêu thì em bảo em sinh năm 87. Thế ông ấy bảo em mà anh sinh năm 85. Đấy là người đầu dòng thứ nhất. Thế là em mới bảo bằng anh ấy, nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Nhưng mà lúc nói chuyện em thấy là nói chuyện chững chạc không? Dạ vâng, nói chuyện chững chạc và còn bảo là anh đang đi làm rồi mà trong cái đấy là ông không đi học. À vậy à? Hay lừa tiếp, anh hay đi công tác ở Hà Nội lắm. Thì em mới bảo là thế chắc là chín chắn rồi ấy. Thế em mới nói chuyện. Khi mà biết cái tuổi thật của cổ như vậy rồi thì em thấy như thế nào? Cổ nói cổ là cái mùi xoa. Cổ nói cổ là cái khăn mùi xoa cho em đó. Thực ra là khi em để cái status trạng thái như thế thì em thấy cảm thấy bình thường thôi. Nó buồn ơi, tức là khóc đây, tự nhiên nó vào nó bảo là khóc ơi, tức là khăn mùi xoa đây, để lau nước mắt cho mình. Mình cảm thấy rất là buồn cười thì mình bảo cô bé này nói chuyện được đấy, thì là mình bắt đầu nói chuyện với vợ em bây giờ. Còn đến hôm em nhớ hôm đấy là hôm 30 tháng 8. Thì ông ấy tự nhiên gọi điện cho em bảo là em đang đâu đấy, anh mời đi uống nước. Đi uống nước, nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị, ông này ông vô duyên mà biến thái vậy. Trời ơi, cái vế đầu vô duyên là đấy ai là biến thái đó. Anh hỏi em nè. Dạ. Ủa, em tỏ thái độ gì mà cô ấy nói em biến thái? Lúc đó thì em vẫn đang có bạn gái rồi, lên mạng chat chít tán nố với các cô gái khác thôi, chứ không ý đồ gì. Ủa vậy có gì đâu biến thái? Nhá không, thì em kể tiếp. Cái hôm mà ông ấy xuống, ông ấy Hà Nội, ông ấy gọi em đi chơi đấy. Lần đầu tiên gặp thì em bảo thôi phải lịch sự và ăn mặc đàng hoàng để tránh người ta hiểu lầm về mình. Thì em chơi nguyên đồ đen giống như chị bây giờ, nhưng mà em sơ vin, đi đôi guốc cao 7 phân với cả 1m65 phải hơn 1m7 đấy. Là em bước ra chỗ hẹn ông ấy, ôi thì giật mình với em, mặc nguyên cái quần bò bó sát, 1m59 bé tí kị à. Ngày đấy ông ấy cầm 49 cân, không được như bây giờ đâu. Nó bé xíu, em bảo trời ơi, em bảo bị lừa rồi. Thế xong rồi ông ấy nhìn em, ông bảo em bây giờ ông cao thế, chả nói cái gì cả, em sao cao thế, hốt hoảng luôn đó. Thế xong rồi ông ấy lại ngồi trên cái xe Novo nó to ấy chị, của em bảo thôi đúng là tranh đả kích rồi. Tranh đả kích là tranh biếm họa đấy. Thế xong rồi đi uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại em hút thuốc, ông quay sang ông bảo em là em làm điếng rồi bị thối mồm. Em sợ lúc đấy luôn, em bảo là thôi rằng này đúng là cái thứ vô duyên nhất trên đời luôn rồi. Anh có cái kiểu mời bạn gái hút thuốc thì đã thối mồm luôn. Thì em phải nhắn tin cho em gái em là mày gọi chị về đi, chị gặp phải cái thứ giờ hơi rồi. Thế là em gái em bảo là thôi đi rồi thì cứ cố gắng đi đi, cho nó có lịch sự, rồi uống nước xong rồi về không muộn đâu. Thế nó ở tỉnh khác xuống chắc không giở trò gì đâu. Thế là em với thôi miễn cưỡng đi. Đi đến quán cà phê thì bạn bè ông đông lắm. Em bảo thôi chết rồi, trời ơi, em sợ rồi. Thôi xong, thôi xong. Bạn bè ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái. Mà cô ấy trông mặt buồn buồn, thì ông ấy quay sang bảo em bảo là em ơi, em làm giả người yêu cho anh mới. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này, nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Thôi được rồi, lắm. Em ngồi xếp vào, sau cho ông cầm tay em. Ông cầm tay, ông giới thiệu với bạn kia là đây là Thảo, người yêu anh, bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi mà trong khi nó mới gặp xong ấy. Thế không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Như thật rồi. Diễn xong vai đấy xong rồi 2 ngày sau bọn em yêu nhau. Rồi 2 ngày sau. Tại vì chị không biết đâu, lúc trên đường trông biến thái vậy thôi, nhưng vào ông nói chuyện lịch sự, ông hát hay lắm. Nhìn gần mặt lại thấy mũi cao, xong mặt tròn tròn xinh xinh, răng người đấy chưa đen giống bây giờ đâu. Thế rồi em mới thôi kết. Rồi sau khi mà cưới về có gì vui không? Dạ cưới thì cũng phải khó khăn mới cưới được ạ. Tại vì lúc đấy là em đi làm rồi mà chồng em đang còn đi học. Hai vợ chồng em có cái tính là cứ sang nhau là cãi nhau. Tại vì em cũng ghen mà anh ấy cũng ghen. Mà một người ở Phú Thọ, một người ở Hà Nội, khoảng cách nó xa và tốt nghiệp phát là lại xa nữa là. Thế bảo là thôi bây giờ xin cưới đi. Nhưng mà xin cưới thì bố mẹ chưa cho, tại vì anh ấy đang còn bé quá, sự nghiệp chưa có. Anh ấy bảo với em là bây giờ cứ xa nhau là sẽ chia tay cho một xem. Thế xong rồi quyết định là sống tử với nhau. Là chơi cái chiêu mà hạ sách cuối cùng. Hạ sách nhất là hạ sách đó. Có em bé bác sĩ bảo cưới thì đó là phải cưới thôi. Bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng có thật. Tức là em bé mấy tháng rồi thì là khi mà báo cho gia đình biết trong đấy em hơn 1 tháng rồi. Thế là bố mẹ chồng bảo thôi bây giờ nó đã yêu nhau như thế rồi ấy, gia đình đồng ý cho cưới. Trời ơi, vậy bây giờ nếu ví dụ như cho thời gian nó quay ngược lại á, thì tụi em nghĩ là tụi em có dùng cái hạ sách đó nữa không? Thế em nghĩ bây giờ mình quay lại thật đấy thì em cũng không dùng nữa. Đừng bao giờ nên dùng cái gọi là cái hạ nhục sách kế đó. Nói chung là không, em có xui em chứ em có đồng ý đâu. Em bảo là không được đâu, nếu như mà có thì dẫu may mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì là em là người chịu thiệt đấy. Em bảo thế đó, anh ấy cứ bảo không sao đâu, em hiểu tính mẹ anh rồi, chắc chắn là được. Cho dù ông bà cha mẹ mình có thông cảm đi chăng nữa, chưa chắc gì là tụi em gọi là đến với nhau rồi mà tụi em bền vững, bởi vì sao lúc đó quá bồng bột. Tự nhiên như bạn này còn đang đi học mà trụ cột gia đình mà đang đi học nữa, đúng không? Đúng ạ. Rồi sanh con ra, nếu mà gia đình hai bên không vững về kinh tế mới có thể hỗ trợ thì đúng là tụi em lại cãi nhau to. Bởi vì nói chung là đừng bao giờ mấy bạn học tập theo các bạn này, nhất là mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái giai đoạn là sau khi cưới nhau, các bạn có vỡ mộng gì về nhau? 2 năm đầu thì rất là hạnh phúc, rất là ok. Đến 3 năm sau bắt đầu mâu thuẫn. Về vấn đề gì? 2 năm đầu thì vợ chồng cũng rất là hạnh phúc ạ. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu vợ em lao vào kinh doanh, kinh doanh bán hàng qua mạng thôi, nên là bận bịu suốt ngày. Thân em thì em cảm thấy là mất cái sự quan tâm đi của vợ đi. Vợ em thì lại hiểu là không thông cảm cho vợ, để vợ đang kiếm tiền, về thời gian sinh học là thay đổi hết. Trước thì vợ em dậy sớm lắm, là dậy là lượt quần áo cho chồng, đi làm là chỉn chu, nhìn là rất lịch lãm lắm. Nhưng đến cái thời điểm cái năm thứ 3 đấy, vợ em kinh doanh thì là sáng ngày tự làm lấy hết. Trước thì cũng có hỏi là chồng ăn gì không, nhưng bây giờ chẳng hỏi gì. Đi làm xong chiều về nhà thì cũng chả thấy ra vợ ra đón nữa. Về nhà cứ thấy đang cầm cái điện thoại vào máy tính, cứ bấm suốt, tôi ra tôi luôn một chỗ là trả lời khách, tư vấn khách. Lúc đó em cảm giác sao, em cứ muốn bỏ đi cho rồi. Tức là đừng có hơn, đúng không? Vợ ở nhà hậu phương vững chắc mà chả thấy vững chắc cái gì cả. Về nhà chán ấy. Thế rồi sao? Thế là trong lúc đấy thì vợ em kinh doanh thì nhiều gặp khách cũng khó tính. Vợ đâm ra là giận cá chém thớt, giải qua cáu chồng. Chồng nói được câu rồi vợ nói lại 2-3 câu, là càng nói càng tức. Tức là mâu thuẫn cao điểm là có vấn đề mà chị ơi, như là em thì bị hàng xóm người ta nói là con này nó lừa thằng này có bầu cưới rồi, em đã ghét, em đã ghét rồi, em đã bị cái đấy rồi. Thế xong lại còn bảo là con này nó ăn bám mình chồng. Thì em mới bảo thôi bây giờ kệ chồng đi, mình phải kiếm tiền, mình phải độc lập đã, để cho trẻ mất cái tiền ấy đi đã. Thế là xong rồi em nói với chồng, nhưng mà chồng cũng không hiểu lắm cho em đâu, không chịu thông cảm cho em đâu. Thế cứ càu nhàu rồi mà dí mặt vào điện thoại thế này, hay chỉ trích em đấy. Thế em tự ái cũng cao mà ông ấy cũng có tự ái chứ. Hai vợ chồng thì ai cũng muốn đối phương hiểu mình mà cuối cùng chẳng ai hiểu ai. Thế là đâm ra chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh mất 1 tháng đấy, thì xong cuối cùng ông ấy đòi ly hôn. Dạ vâng, ông ấy bảo là anh chán cảnh sống này lắm rồi. Nhưng em nói gì em cũng như nước đổ đầu vịt đấy thì không, em không còn tôn trọng anh nữa, thì anh ấy viết đơn ly hôn. Rồi em sao? Vâng, thế hồi xưa mà trước khi cái chuyện này thì cũng có, em cũng có ly hôn mấy chuyện linh tinh, nó cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, nhưng mà lúc đấy là em chưa có tiền. Em bảo bỏ chồng thì là mình chết đói. Thế bây giờ em bảo mình làm ra tiền rồi, bây giờ không muốn xấu với mình thì mình đi thôi. Thế là em ký luôn. Ký luôn hả? Vâng, ký luôn. Đơn này vợ ký lúc đấy ký luôn. Lúc em đi làm, lúc đấy là chiều về thấy bế con đi rồi. Đấy. Nhưng mà em viết là ý là em muốn thử hay là em muốn thiệt? Lúc dọa mà cũng thật đấy, lúc gì sau quá trình quá như thất vọng rồi là làm liều luôn. Đến đâu thì đến ấy, lúc đấy như thế. Nhưng mà lúc đấy em tự nhiên đang căng quá, không nghĩ được. Rồi cái lúc đó em bế con đi đâu? Dạ lúc đấy thì em mới chia con ra, cho anh nuôi lớn em nuôi bé. Em bế con đi thì trên đường thì con đã bị ốm. Tự nhiên thấy con ốm thế em mới sợ quá, em phải đi vào bệnh viện luôn. Đưa con một mình tay xách nách mang đấy, làm thủ tục cho con, xong rồi đủ chuyện cho con thì khóc. Thì em mới nghĩ lại những cái lúc mà có chồng đấy, ấm áp á. Con nó ốm thì hai vợ chồng cùng chăm này, có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Tự nhiên mình thành cô độc mà cái chuyện dẫn đến như này nó không đáng, đúng không? Thế rồi em mới sụp xuống, em mới khóc. Thì em mới lôi điện thoại ra mới thấy khoảng 20 mét của gọi nhỡ của chồng đấy. Lúc đấy thì về cảm thấy thương vợ thương con quá, gọi liên tục vợ không nghe máy, nhắn tin vợ không nhắn lại, là lúc đấy rất là sợ. Thế rồi em thấy em buồn lắm. Thế xong rồi em mở ra em thấy vợ em ơi em về đi, có chuyện gì không đừng làm anh lo đấy. Thế rồi em thấy tủi thân quá, em khóc hu ở sảnh bệnh viện đấy. Xong rồi khóc xong phát nhắn tin bảo cho con, em cho con đi khám bệnh, bây giờ em về. Em về hai vợ chồng nhìn nhau bảo thôi ổn rồi. Thế bỏ qua cho nhau đi, xong rồi sẽ thay đổi. Trong quá trình mà tụi em có những cái mâu thuẫn như vậy, có lúc nào trong đầu em á suy nghĩ đến một người phụ nữ khác không? Dạ không ạ. Còn em thì sao? Ôi em thì từ khi gặp anh này thì em đã xác định là chỉ có sống chết với anh này chứ không mơ tưởng. Nhưng đến anh này, anh ấy chiều em lắm. Ông này ông nhỏ con nhưng mà bé nhỏ có võ. Bằng chứng là trên tay anh cầm cuốn sách nãy giờ. Dạ. Anh không biết cuốn sách nữa là cái gì. Dạ, ông ấy là cảm hứng của tất cả mọi câu chuyện của em và chia sẻ trên mạng xã hội đấy. Thì em có một trang cá nhân là chuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình mà mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em đều chia sẻ ở cái góc độ hài hước đấy. Và sau đấy thì đã được tập hợp thành một cuốn tự truyện hai vợ chồng. Tức là có nhà ý tặng chị hay là vì em thấy cái nội dung của cuốn truyện này nó giống cái chương trình của mình quá. Vâng, câu chuyện này chỉ cần một người hiểu em trong đời. Hiểu em trong đời. Thảo Sù. Dạ, là biệt danh của em. Rồi bây giờ có một cuốn gì cho ai? Thứ nhất là anh cũng nói luôn, anh là về kinh nghiệm sống anh rất ít. Cái thứ hai là về hôn nhân anh cũng mới, thấy không? Cái tình trường của anh chị lại cần một cái gì đó nó thanh xuân một chút. Buồn quá à. Cảm ơn em. Cái niềm sơ suất của em đáng lẽ ra là em phải... Anh nói vậy thôi, nhưng mà về anh sẽ đọc xong rồi anh cho chị Vân mượn. Không có đâu, chị nhờ thuận photo lại cho chị. Em yên tâm. Xong chương trình này em sẽ gửi cho chị Hồng Vân một cuốn khác ạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thế các bạn bây giờ là quá hiểu nhau và những cái sự gì đó nó khổ đau cũng đã trải qua rồi. Em đi bây giờ em có một cái điều mong muốn ở Minh thay đổi thì đó là điều gì? Thực ra thì em tham gia chương trình này cũng chỉ muốn là được mặc váy cưới là một này, vậy với cả là muốn hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm cùng nhau thôi. Chứ thực ra thì trong con mắt em thì anh ấy đã quá hoàn hảo rồi. Vâng, trừ chiều cao thôi. May là gen của em trội, hai bé ở nhà cũng cao. Và em thì sao Minh? Cái mong muốn của em thì anh cũng cảm ơn bố mẹ và anh em bạn bè là ủng hộ cái việc là vợ chồng đến với nhau. Bây giờ cuộc sống đến hôn nhân này là rất hạnh phúc rồi. Và chị mong đến thế đấy ạ. Trời, chị thì chị thấy vậy nè. Với các bạn trẻ thì những cái thật như thế này á, ở trong cuốn sách này, câu chuyện của các cặp vợ chồng này, các bạn sẽ tìm ra được những cái kinh nghiệm để tự mình rút cho bản thân của mình. Chương trình chỉ biết là trước hết là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thứ hai là chúc hai bạn lúc nào cũng định hướng được cái cuộc sống tương lai của gia đình nhỏ của mình và định hướng cho các con. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Mình là Thi Thảo. Hiện tại bây giờ thì mình đang có một trung tâm đào tạo MC, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, nói chung về kỹ năng mềm, có tên gọi là VietSkill. Và ngoài ra thì Thảo cũng đang là một chuyên gia đào tạo cho các doanh nghiệp, cũng tổ chức một số sự kiện. Thế nên ngày xưa thì có kết nối với anh Thuận trong thời gian đầu khi mà mới vào Sài Gòn để mở VietSkill ấy, thì anh Thuận cũng đã hỗ trợ cho Thảo rất là nhiều trong quá trình giảng dạy. Đồng thời Thảo cũng là một diễn giả rất là nổi tiếng và các bạn sinh viên cũng biết rất nhiều về cô Thi Thảo nha. Chút nữa chúng ta sẽ nói nhiều về cái câu chuyện về cô gái này. Bây giờ mời anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Tôi là Phạm Hoàng Nam, hiện tại đang là trưởng đại diện của hệ thống hỗ trợ pháp lý Cabin Law với 1.000 luật sư trên khắp cả nước. Trời ơi, nói chung là hôm nay mình quen hai bạn này là chưa gì là thấy có lợi trước mắt đã. Đúng không? Không, coi như là rất nhiều thứ phải nhờ đến bạn. 1.000 luật sư đó là biết rồi đó. Đó, 1.000 luật sư rồi, chưa coi như là cái công việc của mình, cái nghề của mình á, là nếu mà có Thảo hỗ trợ là quá trời tốt. Thật ra là chị Vân là đào tạo học viên là về diễn xuất, về diễn viên, nhưng mà về MC thì vẫn chưa, đúng không chị? Chưa đúng không? Chúc kết nối nha. Em thì em đã nghe về chị Hồng Vân rất là nhiều, và học sinh của chị Hồng Vân ở các sân khấu ấy cũng là những người rất là thân với em và rất là hay nhắc chị ạ. Và em chưa có dịp để ngồi trò chuyện với nhau, nhưng mà nói chung về anh Thuận cũng đã chia sẻ nhắc về chị rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ là anh thật sự là anh chưa biết tuổi của hai chồng luôn. Em năm nay 40 rồi. Em 40. Em năm nay 47. 47. Nhưng mà trước tiên vào cái phần chính của chương trình thì anh rất muốn hỏi là vì sao mà Thảo lại tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Thực ra cũng chia sẻ với anh Thuận với chị Vân ấy, là 5 năm trước thì các bạn cũng đã mời em tham gia một lần rồi. Và lúc đó thì em mới vào Sài Gòn tầm 1 năm. Thì lúc đó em có nói chuyện với anh Nam, nhưng mà vì mình vẫn còn đang lấn cấn, tại vì câu chuyện của mình nó hơi đặc biệt so với các bạn khác. Tại sao 40 với 47 mà bây giờ mới gọi là son? Bởi vì là bọn em thực sự là cưới nhau cũng chưa được lâu lắm, mới được gần 7 năm thôi. Và thời gian đó thì bọn em còn đang gặp rất là nhiều những khó khăn trong cuộc sống ấy, và mình chưa thoát khỏi cái đó, nên là em đã quyết định không tham gia chương trình. Còn đến thời điểm này thì em quay trở lại, và em nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội để tạo một dấu ấn, một kỷ niệm cho hai vợ chồng. Và nhất là sau đợt dịch ở với nhau 4 tháng, và mình nghĩ rằng là thôi bây giờ dịch gió như này, không biết đâu mà lần hết khỏe, lúc này ốm lúc kia hay như thế nào, cuộc đời nó rất là khó nói trước được. Thế nên em muốn là tạo thật nhiều dấu ấn để mình có kỷ niệm với nhau ạ. Và tôi nghĩ là hai bạn đã có em bé chưa? Tụi em nếu mà nói là chung thì bọn em không có, nhưng mà tụi em đang có 3 đứa, là anh Nam có 2 và em có 1. Một bạn thì vào đại học rồi, một bạn thì năm nay 15 tuổi và một bạn 14 tuổi ạ. Bạn 15 tuổi là bạn của em, còn bạn vào đại học và bạn 14 tuổi thì là của anh Nam ạ. Tại vì thực ra là đối với, không phải là kỷ niệm đối với tụi em không, mà kỷ niệm đối với các cháu nữa. Đúng rồi. Đó, sau này nó sẽ gọi là xem lại cái chương trình này, bố mẹ của nó hạnh phúc như thế nào, rồi kể ra những cái khó khăn ra làm sao. Tụi nó sẽ dựa vào đó, tụi nó rút kinh nghiệm bản thân, hoặc là có một cái kỷ niệm gì đó về cha mẹ của mình. Đó. Và anh cũng nghĩ là hai vợ chồng cũng nên tham gia chương trình Vợ Chồng Son này. Thật ra là hôm qua là anh có đọc một status của Thảo, và anh nghĩ là sao mình không gọi Thảo, mình mời Thảo tham gia chương trình Vợ Chồng Son, thì không ngờ hôm nay lại gặp. Tại hôm qua tôi có đọc được một status nó rất là tình bể bình luôn. Tức là cô ấy chia sẻ về anh Nam, anh nói rằng là trong cuộc đời của anh có rất là nhiều thứ quan trọng, phụ nữ đối với anh rất quan trọng, nhưng tất cả những người phụ nữ trên thế gian này gộp lại là chỉ bằng vợ của anh mà thôi, và đó chính là Thảo. Ôi trời ơi, nó quá drama và rất tình cảm luôn. Mà không ngờ hôm nay là anh em mình lại gặp nhau chương trình Vợ Chồng Son như thế này, đúng là duyên ha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với phần chính của chương trình. Bây giờ em rất muốn hỏi Nam là lần đầu tiên anh Nam gặp Thảo đó là ở đâu, và hai bạn Coi như là quen biết nhau trong trường hợp nào và ấn tượng về nhau ra sao? Vâng, thưa chị Hồng Vân, thưa anh Quốc Thuận cùng quý thính giả, khán giả, thì cái duyên gặp nhau nó cũng, nó chính xác nói là cái duyên, thật sự là một cái duyên. Tại vì Thảo thì lúc đó Thảo ở Hà Nội và em thì ở Sài Gòn. Thì Thảo vào đào tạo thì cái buổi đầu gặp nhau thì là một cái buổi mà rất đông người. Gặp nhau thì chỉ mang tính gọi là, tức là xã giao thôi, cũng là công việc, cũng là xã giao. Và cái việc ấn tượng đầu tiên thì nó cũng bình thường, nó cũng không phải là gì, nó là quá nhiều, nhưng mà cũng một chút ấn tượng. Đó là cái lần đầu tiên. Nhưng mà chỉ trong vòng một tháng sau thôi, có nghĩa là trong vòng một tháng thôi, thì cái ấn tượng nó khác hẳn. Tức là sau một hai lần gặp nó khác hẳn rồi. Đó là lần đầu tiên thì gặp đông người thì nó không có điều kiện để hiểu nhau. Và cũng bình thường thôi, tại vì trước đây thì em cũng có chia sẻ là em làm báo, làm thông tấn xã Việt Nam, nên cái việc mà mình gặp gỡ mọi người thì nó rất là thường xuyên và rất là bình thường. Thế thì gặp Thảo thì cũng mình cũng coi đến một chuyện bình thường thôi, và chuyện nói chuyện cũng không có gì gọi là quá ấn tượng cả. Nhưng mà chỉ đến lần thứ hai thôi, có nghĩa là cách đấy có khoảng độ tầm 2-3 ngày. Thì gặp lần này là gặp trong một cái cuộc một cái bữa ăn. Thế thì cũng khoảng độ 10 người, 15 người gì đấy. Nhưng mà cả 15 người đó thì mọi người ngồi rất là nghiêm túc. Và gần như là trong phòng khoảng độ 5-10 phút thì đấy không ai nói chuyện với ai cả, và chỉ ăn. Tức là cái không khí nó rất là căng thẳng. Thế thì cái tính của em thì lại là cái tính gọi là tính giao lưu. Mình cảm thấy khó chịu quá, mình bảo là không ai nói tiếng nào. Đúng rồi, mà làm gì mà căng vậy? Có chuyện gì đâu mà căng vậy? Thế là bắt đầu em mới bảo thôi, cái này mình phải khuấy động lên. Tại vì là ngồi, thực ra là cái thời gian ngồi với nhau á, đâu có nhiều đâu, chắc là mỗi lần gặp nhau được một tiếng thôi, mà căng thẳng rồi không ai nói với ai cả. Mà đặc biệt là lúc đấy là có Thảo là ở Hà Nội vào và cũng là người mới quen nữa. Thế bắt đầu là em bắt đầu mới nói. Bình thường thì cũng không phải là tự hào về cái khả năng ăn nói của mình, nhưng mà thường đi đâu á, thì cái khả năng ăn nói của em là em thường là gọi là đè bẹp những đối thủ khác, có nghĩa là cái lưỡi của mình nó cũng gọi là hoạt ngôn. Tức là mình gọi là mà đi đùa nhau hoặc là đi tranh cãi vấn đề gì đó thì thường là mình thắng đến 95 đến 99%. Đó, thì kể cả trong đùa hay trong công việc cũng thế. Thế nhưng mà hôm đấy thì em gặp đối thủ là Thảo. Bắt đầu đùa nhau thì bắt đầu Thảo bắt đầu cũng nói qua nói lại. Thế là chỉ có hai người tung hứng trên cái bàn đó thôi. Cả nhóm không ai nói, chỉ có hai người nói thôi. Và sau khi bắt đầu chỉ khoảng độ 3-4 câu là bắt đầu tất cả mọi người là dường như là mọi người bỏ đũa xuống, bắt đầu mọi người nhìn bọn em xem là bọn em đang nói cái gì. Tại vì là cứ rất là vui, tức là nói qua nói lại rất là vui, nhưng mà thực ra nó rất là sâu sắc, và trong đấy nó có nhiều ẩn ý. Rồi cái lời tung qua lời tung lại á, thì nó không phải chỉ đơn giản là một cái lời nói đâu, mà đằng sau nó biết bao nhiêu thứ. Thì nói khoảng độ 10 câu thì em bắt đầu em giật mình. Ôi, em bảo sao cô này trẻ hơn mình 7 tuổi. Cô này thì cũng đi đào tạo bình thường chứ cũng không phải là gì là làm gì ghê gớm cả. Nhưng mà tại sao cái tư duy ngôn ngữ của cô ấy, những cái tư duy và những cái lời nói của cô ấy cực kỳ sâu sắc. Và những cái logic của cô ấy, lần đầu tiên mình đang bị cứng lưỡi, lần đầu tiên mình không nói lại được. Thế chứng tỏ cô này có một cái chiều sâu gì đấy mà mình cần phải khám phá. Thì bắt đầu nói qua nói lại tiếp anh. Và bắt đầu lúc đó là ghi điểm số. Ghi điểm số là ví dụ là cô này nói một cái mà em không cãi được thì bắt đầu 1-0. Thế và cái cuộc chiến nó khá là nảy lửa, diễn ra cân sức. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì em thua. Em chỉ thua một bàn thôi. Mấy không? Dạ, em thua một bàn thôi chị. Nhưng mà thua một bàn đấy là thua cả đời luôn. Có nghĩa là từ đấy không dám cãi qua. Dạ, đúng ạ. Từ đấy về sau là không bao giờ cãi nhau nữa. Tại vì biết cãi là chắc chắn thua. Tại vì một lần rồi mình biết rồi. Nhưng nói cãi thôi, bữa đấy vui mà, bữa đấy chỉ hài hước. Cái hôm đó là tụi em tranh luận về việc gì? Ở đó đang muốn hỏi. Em không có nhớ kỹ, nhưng mà giống như lúc đầu tiên thì thấy anh này, anh nói thì em cũng nhẹ nhẹ, tại vì mình mới vào mình cũng phải giữ mình xíu, giữ hình ảnh. Thế mình cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng mà thấy anh ấy cứ chọc em á, dạng đùa chọc thôi. Thế chọc qua thì em chọc lại, chọc qua em chọc lại, thế là cả bàn vui, mọi người cười quá trời cười luôn. Nhưng mà đến lúc mà nói qua nói lại vui thôi, em không nhớ kỹ, nhưng mà nó là những câu chuyện phiếm, câu chuyện vui. Nhưng đến đoạn và em nói xong anh đang bên ngồi cứng nữa thì em cảm thấy rất là sung sướng. Tức là thua 1-0 đó. Em rất là sung sướng. Thua cái 1-0 đó và thua cả đời luôn. Là cái cảm giác của em ngày hôm đó, em có cảm thấy là đây là cái đối tượng của mình không? Dạ không, vì thời gian đó là như này ạ. Thời gian đó bọn em vẫn đang có gia đình. Tụi em vẫn đang có gia đình, em có gia đình ở ngoài Hà Nội và anh Nam thì có gia đình trong này. Và tụi em không bao giờ có một cái ý định gì là sẽ đến với nhau hay cái gì đâu ạ. Chỉ là trong vấn đề công việc và giao lưu thôi, trong nhóm bạn thôi. Và sau này thì em vẫn coi anh Nam giống như một người anh, một người bạn. Đó thì ấn tượng với anh Nam cũng không có gì đặc biệt. Tại vì chị Vân và anh Thuận biết một lớp học của em có khi 500 người, 1000 người. Đàn ông đẹp trai thì cũng không thiếu. Và anh Nam ngày xưa thì em cũng không ấn tượng về độ đẹp trai của anh Nam lắm. Thế nên là lúc đầu tiên thì hầu như không có cái suy nghĩ gì hết. Không có ấn tượng cả. Đúng rồi, nhưng mà đúng là cái duyên nó đưa đẩy và dần dần trở thành bạn. Sau đó là dần dần bọn em mới đến với nhau á, một cách rất là tự nhiên. Chắc chắn là phải sau. Nhưng mà sau bao lâu thì hai bạn có những cái trục trặc về hôn nhân để rồi hai bạn quyết định là đến với nhau á? Thực ra thì lúc đó bọn em đã có trục trặc về hôn nhân rồi. Cái lúc mà cãi nhau, tranh luận nhau là đã trục trặc rồi. Cái câu chuyện về hôn nhân đời trước thì nó chỉ một câu thôi, nó là không hợp nhau. Dạ, một cái điều mà mình nói nó đơn giản nhưng mà nó thật sự nó chính xác nhất, đó là hai người không hợp nhau. Thì khi không hợp nhau đó thì nó tạo ra rất nhiều những cái thứ mà mình nếu mà tiêu cực thì mình sẽ diễn tả theo một cách nó không được hay. Thế và sau khi trải qua tất cả mọi thứ và đến bây giờ thì bọn em ngẫm lại thì những cái cuộc hôn nhân trước của mình nó là cái duyên và cái nợ. Mình đến với nhau, mình có duyên có nợ trong kiếp trước rồi, và đến bây giờ mình khi hết duyên hết nợ thì mình dừng lại. Và mọi thứ nếu mà nhìn về mặt gọi là cuộc sống bình thường thì nó là không hợp. Có thể không hợp về rất nhiều thứ, có thể không hợp về hoàn cảnh gia đình, không hợp về tính cách, không hợp về quan điểm sống hay mọi thứ. Thì những cái sự không hợp nhau đó, mặc dù đã cố gắng, có nghĩa là trong với cuộc đời phía trước thì em không ân hận một điều gì cả, bởi vì em đã sống hết lòng, sống chọn nghĩa, chọn tình và tất cả những gì tâm huyết dành cho gia đình, dành cho cuộc sống, dành cho con cái, dành cho vợ thì mình đã làm một cách hết sức trách nhiệm, trọn vẹn. Dạ, và đến lúc mình buộc cuộc đời, đến lúc mà nó hết duyên hết nợ thì mình phải chia tay. Rồi, nhưng mà đến khi mà cả hai bên Thảo và Nam đều trục trặc về phía bên gia đình của mình, và khi nào thì các bạn mới phát hiện rằng là người này và người kia là hai người lại hợp với nhau và đi đến cái việc gọi là tìm hiểu nhau và quen nhau? Chắc cái phần này để em chia sẻ với anh Thuận. Lúc đó thì bọn em sau cái buổi gặp nhau á thì bọn tụi em có làm việc với nhau qua lại, và anh Nam cũng học trong một số những khóa đào tạo của em. Thì anh Nam gặp trục trặc thì anh Nam có gọi điện để tâm sự với em, và giống như cô giáo gỡ rối á. Thì lúc đó là tụi em ở xa nhau mà 2000 cây số thì em đâu có thời gian nhiều để vào thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì cứ cái điện thoại, anh cứ nhắc điện thoại anh gọi, anh bảo Thảo ơi bây giờ như này anh muốn giải quyết vấn đề, thế là em lại có thể chia sẻ, đưa ra lời khuyên, lắng nghe. Thế dần dần thì cái thời gian nói chuyện với nhau càng ngày nó càng kéo dài, càng ngày nó càng nhiều hơn. Rồi trong giai đoạn đấy thì anh Nam lại đi ra ngoài, anh Nam thuê phòng trọ, bắt đầu ly thân và thuê phòng trọ bên ngoài. Thì tụi em vẫn cứ giữ thói quen là gọi điện như thế. Thì đến một ngày tụi em cảm thấy rằng là ví dụ như một ngày mà không gọi thì tụi em sẽ thấy thiếu điều gì đấy. Và em rất là thương anh Nam. Em chia sẻ thật là bắt đầu của em là bằng tình thương. Em nghĩ là một người đàn ông rất là tốt, rất là đạo đức, tại sao lại lựa chọn một cái con đường mà phải đi ra ngoài thuê phòng trọ và để lại tất cả mọi thứ. Tài sản chỉ còn một cái xe Honda vào cái tuổi mà 30 mấy rồi, cũng khá lớn rồi. Thì gần 40 rồi, lúc đấy là 39-40 tuổi rồi thì khá là lớn rồi. Mà tại sao lại dứt áo ra đi như vậy, và mình cảm thấy rất là thương. Và trong giai đoạn đấy thì em lại ở ngoài Hà Nội. Thì anh Nam lại mời em với cương vị là một người bạn ghé qua nhà bố mẹ chồng để mà nói chuyện hay là đưa một món đồ gì đó anh ấy gửi ạ. Thì khi mà qua thì bố mẹ giật mình bảo không biết là tại sao lại có con gái đến nhà. Tại vì trước giờ thằng Nam là không bao giờ nó có bạn gái đến nhà hết, nó chỉ toàn bạn trai thôi. Thế và ông bà mời ăn trưa thì ông bà lại chuẩn bị toàn đồ nhậu và bia, em nhớ mãi kỷ niệm là ông bà chuẩn bị cả bia nữa. Thế là em đến nhà bố mẹ chồng là ngồi thì ông bảo thôi bây giờ đằng nào cũng thế rồi, chuẩn bị rồi, cháu có uống được bia không? Thế em thật thái mà cháu nhậu được. Thế là em ngồi em nhậu với bố mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên sang đấy làm quen. Nhưng mà rất là hay là cái gọi là thói quen này của bố thì anh kể cho anh chị nghe. Tức là bố em á, thì có một cái đặc biệt đó là ông phải ngủ trưa. Dù có quý ai đến mức độ nào đi nữa thì trưa ông phải ngủ. Không có một lý do gì để ông không ngủ trưa cả. Tại vì nếu không ông ngủ trưa là ông sẽ rất là mệt. Nhưng mà riêng cái buổi đó, mặc dù là lúc đấy là tình cảm hai đứa thì vẫn chỉ là bạn bè thôi, là rất bình thường thôi. Nhưng mà không hiểu làm sao mà lại ông thức, ông chờ và ông ngồi nói chuyện với Thảo mà cả trưa đấy ông không ngủ luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời là ông bỏ bữa trưa luôn. Đấy, và đến cả mẹ em cũng thế. Thế thì đến khi mà Thảo về một cái thì mẹ em nhấc điện thoại, mẹ em gọi thôi, bảo là con ơi con, sao mà Thảo, mẹ có một cái cảm xúc gì đấy mà vô cùng đặc biệt. Có nghĩa là Thảo nó là bạn con thôi, nhưng mà tại sao mẹ cảm giác như là nó thân quen và nó gần gũi, và cảm giác như là mẹ đã gặp Thảo ở đâu rồi, mà mẹ có một cái cảm giác cực kỳ đặc biệt. Hai mẹ con chia sẻ với nhau gần nửa tiếng đồng hồ về chuyện Thảo đến. Thì em cũng vui, em bảo là thế thôi, nếu mà bạn con đến mà bố mẹ cảm thấy hợp, bố mẹ cảm thấy quý bạn con thì đấy là một điều rất là tốt. Tại vì thông thường thì bạn bè em đến thì bố mẹ em đều quý. nhưng mà chưa có một ai mà có một cái cảm làm giác cho ông bà phải ngủ trưa đó, đó. Tức là những điều rất là đặc biệt như thế. Dạ, đó thì đấy. Đó về ông không ngủ trưa chắc nói với ông, nhưng mà ông vẫn còn tràn trề năng lượng đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà cái lúc đó thì là em thì là đã coi như là ly thân rồi. Thế còn Thảo thì sao? Cái thời điểm đó, thời điểm đấy là ly hôn rồi chị. À là cũng ly hôn. Tức là tụi em làm sao mà nó diễn ra là đúng cùng một lúc, cùng một lúc. Và có một điều nữa chắc cũng chia sẻ, cũng không ngại ngần gì chia sẻ, có nghĩa là một chi tiết rất là đặc biệt. Em có chia sẻ với anh Nam cái câu chuyện của em là em nỗ lực làm việc xong rồi đến cuối năm thì thường em sẽ có một cái chuyến du lịch nước ngoài 5 sao dành cho hai vợ chồng, mà từ cái thời 26-27 tuổi bọn em đã có cái thói quen đó. Thì cứ tháng 8 thì nó kết thúc công việc của em thì em tổng kết, xong đã đến tháng 11 là sinh nhật anh chồng cũ của em ấy, thì là hai vợ chồng sẽ đi chơi. Thì em có kể với anh Nam hết, bọn em không có giấu nhau gì về chuyện quá khứ. Sống bọn em gọi là khi đến với nhau là bung hết tất cả mọi thứ, và anh Nam nghe hết, em cũng nghe hết tất cả mọi chuyện, giống như hai người bạn ở tâm giao đó. Thế thì khi đó là em mới kể câu chuyện đấy ra. Thế là anh Nam bảo ủa thế chồng em sinh tháng 11 à? Em nói là đúng rồi, chồng em sinh tháng 11. Anh Nam bảo ngày bao nhiêu tháng 11? Mùng 9 tháng 11. Tự nhiên anh há mồm xong anh trợn mắt lên, anh nhìn em chân chối. Anh bảo năm bao nhiêu? Năm 76. Anh bảo anh mùng 9 tháng 11 năm 75. Có nghĩa là trùng như là hơn cùng ngày sinh nhật, cùng ngày sinh nhật luôn. Nó khác năm rồi. Mà khác có một năm thôi. Giật mình, thật sự là em giật mình, tại vì trong cuộc đời em đến lúc đó chưa bao giờ em gặp một người nào trùng ngày sinh. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ biết một người nào trùng ngày sinh. Cho nên là thành ra là đúng là phải đi du lịch đúng cái tháng đó luôn. Bây giờ cũng vậy luôn đúng không? Tới bây giờ là ngày đó là cứ tháng 11 tháng 11 là tháng đặc biệt anh nhỉ. Nhưng mà cái giai đoạn mà anh Nam anh đi ra ngoài ở như vậy với một cái chiếc xe máy như vậy, vậy thì lúc đó là em có biết về cái tình trạng của ảnh là sống như vậy không? Em biết rất rõ, và thậm chí là mỗi lần vào Sài Gòn thì tụi em cũng qua chỗ anh Nam, một cái phòng trọ như phòng trọ sinh viên đấy chị, thì có mười mấy mét vuông thôi. Và cũng chia sẻ với anh chị là anh Nam có một căn bệnh từ bé, là bệnh hen suyễn, hen bẩm sinh, và cái này là di truyền. Thì anh Nam là tầm 20 tuổi bước lên cái bậc cầu thang đã khó rồi, thở không được, nằm trên giường không thôi và đi cấp cứu suốt thôi. Nên là anh Nam là nỗi lo lắng của ông bà, nhưng mà cũng là tình yêu thương gọi là vô bờ bến ông bà dành cho anh ấy. So với những người khác là anh Nam được quan tâm hơn, bởi vì bố mẹ biết sức khỏe của anh như vậy. Nên là khi mà anh ấy đi ra ngoài, đi ra khỏi nhà và đi thuê cái căn phòng trọ đấy á, thì bố mẹ khóc rất là nhiều. Khi mà em sang chơi với ông bà là ông bà ngồi khóc không à. Thì giống như em cảm động về câu chuyện của ông bà kể cho em nghe về anh Nam, rồi em nhìn cảnh sống của anh Nam, em thấy rất là cảm động với cách mà anh ấy hướng về các con, cách anh chia sẻ tình yêu thương với các con như thế nào. Thì khi nghe những câu chuyện đó thì em cảm thấy gọi là thương, thực sự thương. Mình không nói yêu nữa, tại vì nó qua cái giai đoạn này mình cũng đang tổn thương. Nên là mình cũng không phải là yêu, nhưng mình thương người này. Và mình nghĩ rằng là anh này, anh ấy rất là tốt, anh rất đạo đức và anh ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do tại sao về sau này em lựa chọn anh Nam, mặc dù biết rằng là anh Nam không có gì, và cái lời mà tỏ tình của anh á cũng khá là tỏ tình sao? Vô cùng lãng mạn không? Vô cùng đặc biệt luôn. Lãng mạn lắm ạ. Lãng mạn cực kỳ luôn. Anh chị muốn nghe không ạ? Nghe. Dạ. Sau một thời gian gọi là thử thách đó, và thực sự mà khi đến quyết định với Thảo á, thì em phải cả một thời gian rất là dài, mình trăn trở lắm. Thế thì câu cầu hôn của em là như thế này. Em ơi, anh qua gần nửa cuộc đời rồi. Đến giờ phút này thì anh mới đủ dũng cảm để bày tỏ cái tình cảm của anh, và mong muốn là gửi cái lời cầu hôn của anh từ trái tim anh đến em. Nhưng mà cùng theo cái lời cầu hôn đấy á, thì anh có một cái khối tài sản rất là lớn muốn chia sẻ với em. Đầu tiên á, là anh có một cái căn bệnh. Căn bệnh đó thì anh có thể chết bất cứ lúc nào. Dạ, tại vì cái bệnh hen suyễn mà chị, thì nếu mình quá sức, mình không có thuốc là sẽ chết luôn. Và em thì bây giờ là hen bậc 4 mà nó chuyển thành sang gọi là COPD, có nghĩa là bệnh phổi tắc nghẽn phổi mãn tính. 1/3 đường thở của em là không hoạt động nữa rồi. Đó là cái đấy, bệnh đó là em đã bị từ rất là trẻ. Đó, thứ hai nữa là bây giờ anh đang có 2 đứa con và anh phải chăm các con. Kiểu gì anh cũng phải chăm các con, và các con là thứ tài sản lớn nhất của anh. Và bây giờ còn cái tài sản vật chất thì anh không có gì, bởi vì tất cả những tài sản anh dành dụm được thì anh để lại hết cho ba mẹ con. Và bây giờ anh chỉ có một thân một mình với cái xe máy. Với cái xe máy. Dạ, cái xe máy thì thôi mình không cần tính ạ, tại vì nó không tính. Phải tính là tài sản. Thì anh chỉ có như thế thôi. Và bây giờ công việc của anh thì nó cũng không phải là quá tốt. Đó, cho nên là và anh đang ở cái gọi là cái đúng nghĩa là đáy của cuộc đời. Có nghĩa là lúc đấy là anh chị từ gần 40. mình chấp nhận, mình xóa hết đi và mình làm lại. Thì có nghĩa lúc đấy mình cảm giác mình mất tự tin, mình bị chơi vơi, mình cảm thấy là nó rất là sao nhỉ, nó không phải là mình nữa. Và bản thân lúc đấy thì công việc cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì lúc đấy thì em cũng đang là đảng viên. Thế nên là khi mà cái chuyện gia đình nữa thì nó rất là nhiều chuyện nó xảy ra. Thì lúc đấy mình cảm giác như là chưa bao giờ trong cuộc đời mình cảm giác nó đến mức nó như thế. Có nghĩa là mình suy sụp hoàn toàn, mình bế tắc hoàn toàn, và gần như 2 năm đó thì nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn rất là sợ. Bởi vì là cái một trong những cái giá trị quan trọng nhất của em đó là gia đình. Và con em thì ở rất là gần, chỉ có 1 cây số thôi, nhưng mà không được thường xuyên gặp các cháu. Em muốn nhiều khi về là đứng trước cổng, xong rồi nghe trong nhà xem chúng nó đang nói cái gì với nhau, mình cũng không dám vào. Đó, và đến nỗi mà sau này có một con chó thì 2 đứa nó nuôi, thì đến lúc là chó nó biết, có nghĩa là nó khi em về đến đầu đường thì nó đã rít, trong nhà đã rít. Và 2 đứa trẻ con trong nhà biết là bố về. Nhưng mà tại sao em lại không được gặp con thường xuyên? Thực ra thì nó cũng có kia, đúng không? Dạ, cũng có nhiều cái câu chuyện nó cũng hơi buồn. Đấy, em cũng không muốn mình cũng không muốn khơi tới đó ra. Thôi. Và giờ anh đang muốn hỏi Thảo, khi Thảo nghe những cái lời tỏ tình đặc biệt từ Nam thì lúc đó em như thế nào? Thực sự là đến với anh Nam ấy là tình thương. Đầu tiên không phải là yêu mà gọi là rất là thương, rất thương. Và mình cảm giác như một người bạn tri kỷ của mình. Mình có thể chia sẻ và mình cảm thấy mình có thể đem lại niềm vui cho anh ấy. Tại vì tính em, anh Thuận cũng biết là rất là thích chăm lo cho người khác, thích giúp đỡ người khác. Nên lúc đấy gặp anh Nam thì tất nhiên có một cái tình cảm đặc biệt, nhưng mà nó không xác định là chuyện tình yêu gì đâu, mà nghĩ là thương. Thế thì khi mà anh chia sẻ như vậy thì em đã biết hết rồi, chứ không phải mình không biết. Anh nói thì cứ nói thôi cho nó hay thôi, chứ còn bản thân em là nắm hết rồi, chứ có phải không biết đâu. Biết chân tơ kẽ tóc từng gọi là đường kim mũi chỉ luôn. Tại rồi ngồi với bố mẹ mà, đúng không? Dạ, ngồi bố mẹ kể này. Em xin bổ sung là không phải ngồi với bố mẹ đâu ạ. Như thế này, có nghĩa là bạn nào của em á thì Thảo ngồi hết. Anh vậy là biết hết rồi. Dạ, và không những cái này mà đặc biệt là bạn em bây giờ sau khi chơi với Thảo xong á, lại còn thân hơn em. Thân với Thảo hơn em. Em phải cẩn thận chứ, đúng không? Em phải tìm hiểu. Ví dụ như anh kể là một chuyện, bố mẹ kể là một chuyện, là có đúng người nhà thương, đúng không? Còn nhiều khi bạn bè mình ngồi mình lại khám phá ra nhiều câu chuyện mới thì sao? Và anh chị tưởng tượng á, là có những câu chuyện mà Thảo kể xong em giật mình. Em bảo là ủa, thế có chuyện đấy à? Tại vì mình không biết, bạn bè mình không nói, bố mẹ mình không nói với mình, nhưng mà đi nói với Thảo. Và cuối cùng có nghĩa là em mới phát hiện ra là ồ, hóa ra cuộc đời mình nhiều khi mình còn chưa biết trọn vẹn như Thảo biết về mình. Quá hay. Dạ. Đó, nói chung là em kể tiếp là khi mà nắm bắt được về anh Nam thì em nắm bắt trước rồi. Nên là nói thì mình cũng thấy rất là bình thường. Nhưng mà em có nói với anh Nam để mà anh Nam cảm thấy tự tin hơn. Em nói là anh ơi, hình như trời sinh ra em cũng có nhiều khả năng, nhiều năng lực. Nên là em đã từng thành công được ở ngoài Bắc rồi, ở Hà Nội rồi, thì em nghĩ rằng là nếu như em thay đổi môi trường sống mà vào Sài Gòn một thân một mình, em chưa quen ai hết, thì cũng giống như ngày xưa em ở Thái Nguyên, em lên em về Hà Nội học, rồi em cũng xây dựng được sự nghiệp của em Hà Nội, thì anh đừng có lo, em có thể tự lo cho em, và em sẽ lo cho con gái em lo cho bố mẹ em, giống như bây giờ em vẫn đang sống với bố mẹ và con như thế. Nên là anh đừng có bị nặng nề về vấn đề là trách nhiệm với em. Em không cần trách nhiệm với em, mà em cần một người để mà đồng hành với mình trong cuộc sống thôi. Và anh cũng không cần nghĩ đến chuyện phải mua cho em một chiếc nhẫn cưới, bởi vì chiếc nhẫn cưới thì có ràng buộc nhau vào, nếu sau này mình không có hợp nhau thì chúng ta vẫn có thể là chia tay nhau. Thế nên chiếc nhẫn nó không nói lên điều gì, và em cũng không cần anh phải lo đến chuyện mua nhẫn hay gì cho em hết. Em hoàn toàn không cần. Thế thì cho đến bây giờ cái chuyện nhẫn cưới bọn em vẫn đang giữ quan điểm đó là bọn em không sử dụng nhẫn cưới, không đeo nhẫn cưới. Thế rồi cái áo cưới thì sao? Câu chuyện cưới cũng vui lắm. Tức là lúc đầu tiên hai đứa bàn với nhau, anh Nam nói em ơi, tiền ông anh cũng có để cưới. Đây em chia sẻ với anh Thuận luôn là bây giờ không có tiền để cưới, mà em ở Hà Nội với anh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ làm sao cưới kiểu gì đây? Thế thì em nói thôi lần này thì thôi mình cứ coi như bạn bè về nhà làm bạn đời với nhau thôi. Đăng ký kết hôn xong rồi về ở với nhau, chứ cưới xin làm gì. Thế thì khi mà tâm sự với bố mẹ anh Nam và bên nhà em, thì ông bà nghĩ là sợ em thiệt thòi, sợ anh Nam cũng thiệt thòi nữa. Thế là tự nhiên anh Nam ở trong Sài Gòn là mọi người chuẩn bị hết, phía nhà em dựng dạp rồi tất cả mọi thứ ở quê, ở Thái Nguyên. Thế còn lại là em cũng bận mà, làm việc hồi đấy phải làm việc để nuôi con nên là bận lắm, một mình phải lo cho gia đình. Còn lại phía bên nhà anh Nam thì ông bà chuẩn bị sính lễ, anh biết đám hỏi, sính lễ mà nói chung là nó còn hơn cả những đám cưới bình thường, nó to, nhiều lắm. Em nhớ là ông bà chuẩn bị kỹ lắm. Thế xong rồi ông bà em nhớ cầm một cái phong bì to như này này, tiền chứ không có vàng vòng đeo gì hết, rất là thực tế. xong đưa hơn mười mấy người một cái xe. 20 mấy. À, 20 mấy người, nghĩa là họ hàng có bao nhiêu là ông bà đưa hết. Có nghĩa là ông bà thể hiện sự trân trọng. Đấy cũng là một điều mà làm cho em rất là cảm động. Bố mẹ chồng em, ngày cưới cũng lại trùng với ngày cưới đầu tiên của em cơ. Chọn mà ông bà nhà anh Nam chọn, mà chọn luôn đúng ngày cưới, đúng ngày cưới của em lần đầu á, như là nhân ảnh chứ không hiểu luôn, không hiểu luôn, thật sự là không hiểu luôn. Thế là đó thì kéo về xong thì vui lắm, người bê cháp cũng có chồng có vợ hết rồi, người nhà anh Nam là toàn người già lớn, người đỡ cháp thì nhà em cũng có chồng hết rồi, trai gái gì tùm lum, ai ra đỡ thì đỡ chứ không có dàn bê cháp gì đâu. Xong vào rồi cũng tổ chức mấy mâm rồi mời bạn bè các thứ, thì bọn em có một cái đám cưới, có một cái đám cưới ở quê là ở Thái Nguyên ấy, rồi ông bà nói thôi bố mẹ cho con gần này tiền vào Sài Gòn để mà sống với Nam thì trang trải cuộc sống, nó còn không vòng vàng gì nữa, với lại xin phép ông bà là cho tôi đón dâu về Hà Nội luôn. Vác lên xe xong là hát đủ kiểu tiến quân ca rồi những cái bài mà ngày xưa ông bà quân đội mà, nên là ông bà hát nhiều lắm, trên dọc đường hơn một tiếng rưỡi anh nhỉ, gần 2 tiếng. Về đến nhà anh Nam là từ Thái Nguyên về đến nhà anh Nam là mẹ làm quản ca, xong là tất cả cô dì chú bác là hợp ca. Trời, vui quá vậy, vui lắm, mà em được hát thoải mái. Mà ngày xưa em sợ nhất là mình cũng hát hò rồi nghệ thuật ấy, mà về mà bố mẹ chồng không thích thì chết. Thế nhưng mà may quá thế nào vào đây đúng tủ luôn. Đấy là ông bà đứng ra để mà hát hò rồi tổ chức hát hò vui lắm ạ. Thì lúc đấy là đám cưới đầu tiên. Thì khi em đăng cái ảnh mà đám cưới ở Thái Nguyên thì bạn bè em ở Hà Nội nó biết là em sắp đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh Nam rồi. Nó bảo là thế chẳng nhẽ mày đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà mày không có cái tiệc để mà chia tay hay sao? Em bảo anh Nam chết rồi anh Nam ơi, kiểu này anh phải bay ra rồi. Chứ em có khoảng tầm 200 đứa nó đang muốn tham dự đám cưới, tại vì em làm việc thì nhiều lắm, mối quan hệ của em nhiều, 200 người cơ. Bây giờ thôi tổ chức để chia tay mọi người, em cũng có nhiều thứ lưu luyến để cho em một bữa như thế. Tại anh Nam bảo nhưng bây giờ anh không lo được cho em, anh còn công việc ở đây, để một tay em lo hết. Thế là em viết kịch bản xong là dàn dựng rồi các kiểu đám cưới rất là vui. Và 200 người đến tham dự thì cũng mặc váy cô dâu đàng hoàng luôn. Cưới ở Hà Nội bố mẹ chồng cũng ra, bố mẹ đẻ cũng lên. Đặc biệt tiếp tục là đến Hà Nội xong chứ? Không, từ Hà Nội đã. Thì ở Hà Nội có một điều rất là đặc biệt. Ngày xưa thì em tại vì trong gia đình em thì là ông cũng là họa sĩ, rồi cậu là nhạc sĩ. Thế nhưng mà em thì không biết một cái gì cả về nghệ thuật, không một cái gì luôn. Thế thì điều đặc biệt là khi mà đám cưới ở Hà Nội thì vợ kéo lên hát. Vợ kéo lên hát mà đến nỗi là bạn bè em ở trong tiệc xong bắt đầu chúng nó còn ngơ ngác. Bà là ủa sao lại mời ca sĩ hát ở đây à? Tại sao lại mời ca sĩ? Cần gì phải ca sĩ? Tại vì là Thảo hát hay rồi mà, tại sao lại phải mời ca sĩ? Thế lúc mà thấy hai vợ chồng lên xong ca thì tất cả mới ngã người ra. Thực ra là đó là một cái nỗi ám ảnh của em, tại vì em hát dở. Em hát dở và thu âm trước rồi. Nên là hôm đấy hát xong thì từ đó về sau em không bao giờ lên hát nữa. Hát lip sync hả? Con một tình yêu. Hát lip sync anh ấy mà đớp trượt. Hát lip sync thì thường khó đớp lắm, mà anh thì nhịp anh không chắc nên lại đớp trượt. Đớp mà đớp sai đúng không? Đớp sai vui lắm. Nhưng mà hai bạn là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ bọn em cưới là 2014. Cuối 2014. 7 năm rồi. 7 năm. Rồi là có ý định là có con chung không? Dạ không ạ, ngay từ đầu luôn. Ngay từ đầu em thống nhất với nhau. Phần này thì hai đứa em cũng nói với bố mẹ hai bên. Em nói là nếu mà cần một sợi dây ràng buộc thì tụi em không cần. Tại vì nếu yêu thương nhau bọn em có thể tạo ra cảm xúc yêu thương về sau này mãi mãi được. Nhưng mà nếu mà đã không hợp thì cũng chả có cái sợi dây gì mà ràng được. Và thêm nữa thì trai gái đủ rồi. Mình có 3 đứa. Bên kia anh Nam, bên em là 1 nữ. Một trai một gái. Biết tại sao chị hỏi không? Tại vì cái chuyện tình của hai bạn giống như là những cái cuốn sách, tức là những cái câu chuyện mà ở trong chuyện ngắn hoặc là chuyện dài mà từ ngày xưa đó là những người yêu nhau, xong cái tình yêu rất là đẹp, nó rất là đầy chất thơ, đầy chất văn ở trong đó. Ngay cả cái đám cưới mà hát tiếng quân ca rồi hát này cái nó rất là lạ luôn. Thành ra là chị nghĩ rằng là không có con không có con chung cũng được, bởi vì cái tình yêu này nó rất là thơ em ơi, chứ nó không có mang cái vướng cái bụi mà gọi là cái bụi trần về vật chất thành ra là chị thấy rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Thế cho nên là giờ rất là ngại ngùng khi mà hỏi cái phần sau là cái phần mà tật xấu của nhau đó. Thì liệu rằng là anh hay là chị có tật xấu gì hay không? Không, bây giờ nè, hồi nãy giờ thực ra mà nói đó nghe, em để ý cái câu chuyện của hai bạn này là họ đang nói về cái người bạn đời của mình đó, nó rất là đẹp, rất là tốt và chưa thấy có một cái gì gọi là nó hơi nhuốm xấu chút xíu đó. Và bây giờ tới cái phần trần đó. Như nãy Quốc Thuận có nói đó, đây là cái phần best seller của chương trình Vợ Chồng Son đó. Thôi bây giờ Nam trước đi, tại mình cũng không thấy được cái tật xấu của cái cô gái này. Nếu làm việc với nhau và quen biết với nhau 7 năm rồi, 6-7 năm rồi cũng không thấy cái tật xấu của này. Vậy bây giờ mình rất muốn Nam khui cái tật xấu của cái cô Thảo này. Dạ. Thế thì cái phần bestseller này sẽ được dẫn dắt theo một hướng hoàn toàn khác, được không ạ? Dạ. Câu chuyện thì nó chưa phải dừng ở đấy chị ạ. Tức là nếu mà nói tiếp thì bọn em còn rất là nhiều trắc trở. Tại vì là bọn em là con chung, rồi con riêng, rồi không có chung, rồi bố mẹ nữa. Thì cái chuyện đó nó thực sự là gây đau đầu cho các em và Thảo. Thế thì cái việc mà Thảo là một việc mà em vô cùng gọi là trân trọng. Đó là Thảo là một việc là kết nối con Thảo với em một cách rất là khéo. Có nghĩa là ngày đấy cháu còn bé, cháu mới lớp 1. Thì Thảo bắt đầu khi cháu hỏi mẹ những cái việc ấy, thì Thảo mới nói là ôi cái này khó quá, mẹ không biết, nên là có bác này ở Sài Gòn này, thì bác sẽ giúp con để trả lời những câu hỏi đó. Và chính vì thế nên là cái tình cảm của em với cháu là rất là gọi là khăng khít. Và đến bây giờ thì gần như là bố con ruột. Có nghĩa là đến bây giờ cháu 15 tuổi nhưng mà chia sẻ với em mọi chuyện luôn. Và ngược lại thì con của em cũng thế. Con của em coi Thảo là một người mà cháu có thể chia sẻ mọi chuyện, và cả hai đứa, chứ không phải là. Còn với Thảo á, khi về gia đình em á, thì bây giờ khi về Hà Nội á, thì mẹ chồng sẵn sàng, mẹ em á, sẵn sàng là sẽ bảo ông là ông ơi, ông đi ra phòng khác đi, để tôi nằm với con dâu. Và bao giờ hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau đến 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Dạ, và lần nào cũng thế, chứ không phải là một lần hay hai lần. Và thế thì theo anh chị thì với một người vợ như thế, với một người vợ mà làm cho cả gia đình mình hạnh phúc, từ bố mẹ mình hạnh phúc, có nghĩa là khi sống với Thảo, cái bệnh của em nó khác hẳn. Bệnh của em nó được cải thiện một cách rõ rệt. Và lúc gặp Thảo thì em lúc đó mới 35, 37. Nhưng mà mọi người đều hỏi là 45 chưa. Và bây giờ ở thời điểm hiện tại bây giờ, mới cách đến mấy ngày thôi, thì có 10 người mới hỏi là ủa thế anh ơi bây giờ anh ba mấy rồi. Tức là anh chỉ có thể tưởng tượng được rằng là cái cuộc sống nó thay đổi. Và mình dạ vâng, có nghĩa là mình khớp với nhau được mọi chuyện. Và bọn em nói đúng nghĩa là bạn tri kỷ. Tri kỷ có nghĩa là mọi chuyện, từ chuyện lớn, chuyện bé, chuyện quá khứ, chuyện tương lai đều nói chuyện với nhau hết. Và hợp nhau đến mức mà cảm giác là chả có gì. Mình sống bên cạnh một người mà mình cảm thấy là mình không phải che giấu gì hết cả. Mình được là mình, chứ không phải là mình phải gồng lên nữa. Và thêm nữa là gì? Là cả Thảo và em bây giờ đều đang tham gia vào việc là đào tạo về kỹ năng mềm. Thì trong kỹ năng mềm đấy thì có một cái môn mà em rất là mê, mà em học hàng ngày luôn đó chị. Đó là việc là đoán tính cách con người qua hành động, qua lời nói. Và Thảo có những khóa rất đặc biệt. Chỉ trong vòng 10 giây, 15 giây thôi là Thảo đã nhận biết được cái người đó qua cái giọng đó là tính cách nào. Dạ. Và cái việc đó em học Thảo hàng ngày. Thế thì khi học được cái tính cách con người thì mình mới biết rằng cái người đối diện với mình là thuộc tính cách nào. Và trong tính cách nào của con người thì cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Khi chúng em học được cái đó với nhau rồi thì mình biết là cái điểm yếu của mình là gì, trong cái nhóm tính cách của mình là gì, mình phải cần cải thiện cái gì. Và mình đầu tiên là mình tự nỗ lực mình cải thiện cái gọi là cái điểm yếu của mình, và đồng thời mình đẩy mạnh cái thế mạnh đó lên. Nhưng ngược lại nhìn sang phía người bạn đời của mình lại khích lệ bạn. Thế ví dụ như nếu mà nói về tật xấu của Thảo thì có một cái mà cũng chuyện là cũng vui thôi ạ. Có nghĩa là ngày xưa đó, khi là mới về với nhau thì Thảo thì thuộc là cái tính là tôi sôi nổi hoạt bát. Sôi nổi là cái người mà rất là hào sảng, rất là làm chủ mọi cuộc chơi, nói rất là giỏi, hay quên nhưng mà lại dễ tha thứ và bừa bãi, bừa bộn một chút. Thế thì cái thói cái buồn cười nhất là khi mà cô ấy về á, thì bao giờ thấy cô ấy phải đá giày dép và sau đấy ào vào anh ơi anh, hôm nay em có chuyện này, em có chuyện kia, và chia sẻ rất là sáng vô cả. Dạ, đúng rồi không là... cần biết lúc đó là tâm trạng người ta như thế nào. Chính xác. Thế thì em thì lại là thuộc tính là cầu toàn, có nghĩa là mọi chuyện nó phải ngăn nắp chu đáo. Có nghĩa là cái nhà của em là ai mà thay đổi cái gì là em biết luôn. Một nhỏ thôi là biết luôn là hôm nay ai động cái gì, ai lấy cái gì, hôm nay thiếu cái gì, đủ cái gì là em biết luôn. Mà nhắm mắt là em có thể đi lại từ trên nhà xuống dưới gác lấy được cái gì, không cần phải bật điện. Tính em như thế. Thế nếu như những người mà chưa được rèn luyện, chưa được hiểu á, thì sẽ cảm thấy vô cùng là khó chịu, và chắc chắn là sẽ cãi nhau. Nhưng mà em biết rồi thì em bắt đầu làm một việc rất là đơn giản. Đó là em bảo em ơi em chờ anh một tí nhé. Em chạy ra em nhặt đôi giày của vợ em đặt lên giá. Đó. Thì lúc đầu là Thảo cũng bình thường thôi, cũng kệ. Nhưng mà đến lần thứ 3 thì bắt đầu cô thay đổi. Đấy. Anh ơi, để em nhặt giày của em mà. Đấy, và lần thứ 4 thì bắt đầu chuẩn bị vung chân, thì bắt đầu nhớ. Và bắt đầu đặt lên giá. Và sau đó thì Thảo thay đổi như thế này chị ạ. Là lúc đầu khi vào thì bọn em cũng cố gắng rồi được hai bên gia đình hỗ trợ thì mua được cái căn chung cư. Thế nhà hàng xóm thì bắt đầu là diễn ra y xì như thế, có nghĩa là giày dép tùm lum hết trước cửa nhà. Đúng rồi, không chỉ anh ơi, không chỉ cái này còn cao thủ hơn. Là không phải có 1-2 đôi đâu chị, mà nó phải đến tầm 10 mấy đôi. Mà bọn em đi ra đi vào thì bọn em rất là mình cảm thấy là nó khó chịu nhưng mà không biết làm như thế nào, tại vì nhà người ta mà. Thế là bọn em bắt đầu chính thảo mới bảo là anh ơi, nhà mình có một cái giá giày dép, thôi mình không cần nữa, bây giờ mình tặng hàng xóm đi. Lúc đầu tiên là nhặt đã. Đúng rồi, nhặt. Mình chạy qua, em rủ anh chạy qua nhặt giày cho người ta, xếp lại giày cho người ta. Xong cũng được một hai hôm thấy người ta bắt đầu xếp ngăn nắp hơn. Thế là bắt đầu mới mang cái giá giày để sang người ta thêm và xếp giày lên cho người ta. Và anh biết không, là hàng xóm từ đấy về sau là cứ thế đi về đến nhà, mà không phải là một người mà là mười mấy người nhà hàng xóm là đều xếp giày lên giá. Dạ, đấy là một cái cách mà em thấy là rất là hay, dạ, rất là hiệu quả. Vâng, và đó là một cái gọi là, nếu mà có thể gọi là tật xấu thì nó là như thế. Như vậy bây giờ chị hỏi em là em còn, nếu vậy thì giờ em mong muốn ở Thảo cái điều gì nữa? Tức là bây giờ Thảo đã quá là hoàn hảo rồi, nhưng mà giờ em mong muốn một cái điều gì ở Thảo nữa? Thực ra thì không có ai hoàn hảo chị. Dạ, cuộc đời này thì không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mà chắc chắn Thảo phải có một cái điểm mà anh Nam cần bây giờ mong muốn đó, như là Nam mong muốn thay đổi đó, cần thay đổi. Dạ, thì như em nói với anh chị là cuộc đời này không có ai hoàn hảo cả, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Nhưng khi trải qua những sóng gió, những thăng trầm rồi và biết trân trọng giá trị của người bên cạnh rồi, thì em tự cảm thấy một điều rằng là mình quá may mắn là trong cuộc đời này tìm thấy Thảo. Bởi vì là nó không phải là cuộc sống vợ chồng mà thực sự nó còn cao hơn thế rất là nhiều. Nó mang tính là bạn tri kỷ, bạn tâm giao. Anh thử tưởng tượng là với một người sống đầu gối thép hàng ngày, hiểu rõ mình từng chân tơ cái tóc. Em kể một câu chuyện này mà mọi người sẽ phải giật mình. Có nghĩa là bọn em đi với nhau trên đường á, nhiều khi hai vợ chồng đi xe máy trên đường á, em chỉ cần liếc đầu qua, em lắc đầu nhẹ một cái là Thảo ngồi đằng sau đã biết là em nhìn cái gì. Có nghĩa là hiểu đến mức như thế. Đó, nhưng mà cái sự hiểu đấy làm cho mình một cái sự thoải mái, bởi vì mình không cần phải giấu gì cả. Còn gì nữa mà giấu đâu. Cuộc sống này, sức khỏe này, con cái này, bố mẹ này, quan điểm sống này, nó trùng nhau đến 80-90% rồi. Và khi sống với nhau nữa thì bọn em có sự rèn luyện, bọn em có sự trau dồi, bọn em có sự mong muốn mình cải thiện, thì bọn em đã thay đổi đó. Và bây giờ, có thể nói bây giờ nó là khớp nhau. 100% thì không dám nói, nhưng mà đến 99% là khớp nhau. Như vậy thì Thảo thay đổi thì nó lại không... vậy thì thôi đi, không thay đổi không nữa. Tại vì nếu mà thay đổi thì có thể là đôi khi lại không hiểu. Nó hết khớp, đúng không? Thôi bây giờ chúng ta bây giờ tới Thảo. Bây giờ Thảo đi. Anh không nghĩ là Nam thì sao? Em lại là như anh Nam đó nha. Nghĩa là không tìm thấy tật xấu ở anh Nam, ở chồng mình. Em cứ nói đi, em cứ nói thoải mái. Chương trình nó không, bọn em không giấu giếm gì đâu. Bọn em không có giấu giếm gì, thực sự là đây là những cái cảm xúc thật của bọn em đó, cuộc sống vợ chồng á. Nhiều khi tụi em cứ hay tán tỉnh nhau qua lại trên Facebook đấy, anh Thuận thấy đó. Thì mà mọi người cứ không tin là hai vợ chồng có thể là gắn kết như thế. Em nói là từ hồi em cưới anh Nam đến giờ là chưa cãi nhau một câu nào hết. Mà nhiều khi em cứ ngồi em nhìn anh ấy từ sáng đến tối, em bảo tìm ra cái gì để cãi thử xem cho nó vui. Không tìm được. Tức là không tìm được một cái gì để mà cãi chị ạ. Thì là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình rồi. Cũng có thể là như anh Nam nói là tụi em chấp nhận những cái xấu của nhau một cách đương nhiên. Ai cũng có điểm yếu hết. Thế bây giờ em không mong muốn anh Nam thay đổi gì luôn. Hiện tại thì không. Mà em có thể, nếu có kể thì em kể lại những cái chuỗi ngày xưa thôi, khi mà chưa hiểu nhau thôi, có thể có những cái xung khắc nhỏ nhỏ gì đó thôi. Chứ còn đến thời điểm hiện tại thì cái đó là cái chuyện trước đây rồi. Dạ, là chuyện trước đây rồi. Chứ còn đến thời điểm hiện tại thực sự anh Nam là người rất là chỉn chu. Nghĩa là không có tật xấu luôn. Không có gì hết ạ. Vậy thì có mong muốn anh Nam thay đổi điều gì nữa không? Em không cần anh Nam thay đổi gì hết, thay đổi mà cần luôn. Dạ. Không, thực ra là như vậy nè. Tụi chị cứ cố gắng hỏi như vậy thôi, nhưng mà tụi chị qua cái cảm nhận của tụi em mà chia sẻ về nhau á, là tụi chị, như nãy chị nói đó, cái cặp của tụi em nó giống như là bước ra từ sách á, bước ra từ truyện á. Không, cái đó chị nói nghiêm túc. Ngay cả về cái việc tụi em trùng lắp trong những cái ngày sinh nhật nè, ngày cưới, rồi ngày sinh nhật nè, rồi những câu chuyện về ba mẹ đối xử với Thảo như thế nào, rồi là bên con cái tụi em đối với cha gọi là cha nuôi, cha dựa mẹ dựa, gọi là mẹ kế, mẹ gà đấy, ngày xưa gọi là mẹ gà, thì là tụi chị có thể cảm nhận được rằng cuộc sống của tụi em á là một cái điều kỳ diệu á, mà không phải là nó là hiếm gặp á, nó là hiếm gặp nhưng mà là có thật chứ không phải là không có thật. Thành ra là chị với anh Thuận là ngày hôm nay á, giống như là cái người mà được chia sẻ và lấy thêm, góp nhặt thêm những cái kinh nghiệm cho những cái gọi là những cái công việc tiếp theo của tụi chị về sau. Là rõ ràng là có những cái cặp vợ chồng họ đạt được những cái nó gọi là thượng thừa đó, giống như là mình đi tu mà mình lên cái đỉnh rồi đó. Có nghĩa là sao? Cái chuyện vợ chồng đạt đến hạnh phúc, đạt đến đỉnh điểm của hạnh phúc, để trở thành những cái người tri kỷ của nhau là có thật. Để từ đó có thể tụi chị sẽ rút ra được những cái câu chuyện để tụi chị khuyên nhủ những cái cặp vợ chồng son mà khi các bạn còn đang ở trong cái thời điểm mà các bạn cọ sát để tạo ra những cái gọi là hòa hợp được với nhau đó, thì sẽ có thêm kinh nghiệm. Cho nên là rất là cảm ơn tụi em là ngày hôm nay là tụi em đã đến tham gia với chương trình. Và chắc chắn là sau chương trình này chị sẽ xin số điện thoại của Thảo như là của Nam để mà mình phải... Chúc em cho luôn. Mình có thể gặp nhau ở những cái không phải là trong chương trình này nữa mà bên ngoài để mình tạo lan tỏa được những cái năng lượng tích cực cho nhau. Chị rất thích cái môn mà em nói đó, cái môn mà tụi em đang theo đuổi là đoán tính cách đó. Tuyệt vời lắm chị. Là chắc là chị phải đi theo để mà chị học á. Em nghe giọng em có thể đoán được ạ. Là em bây giờ hiện tại có một cái chương trình duyệt về radio ấy, em hay gặp gỡ các bạn trẻ trên đó và chỉ có giọng nói thôi. Nhiều khi mình nằm ở trên giường mình có thể là hỗ trợ được, thì các bạn cứ kéo nhau vào cả trăm người á. Thì em có một môn gọi là nhận diện tính cách thông qua giọng nói. Em thử. Tức là chị với Thuận là phải học cái này để chi để mà mình làm cho cái chương trình này tốt hơn. Và có thể là mình có được cái chất liệu để mình làm phim nữa kìa. Đó, với lại là Thảo đã từng chia sẻ với anh về cái việc mà em có thể nhận biết được cái tính cách của người qua giọng nói và qua cái tiếp xúc mà rất là ngắn. Em có thể nhớ cái lần mình uống cà phê ở đường Trần Quang Khải không? Em đã nói điều này với anh cách đây mấy năm rồi. Cái đó chính là một cái yếu tố để mà Thảo thành công. Có nghĩa là Thảo thực ra thời gian vào đây anh chị là mới có 6-7 năm thôi. Em chưa đến 6 năm. Rất là ngắn, rất là ngắn. Thế mà bây giờ thì thực ra là em cũng rất là tự hào. Bởi vì Thảo mới vào thời gian ngắn nhưng mà cái mối quan hệ của Thảo thì chắc là anh Thuận cũng biết được. Mối quan hệ của Thảo đến bây giờ phải nói rất là tốt. Mà các mối quan hệ của Thảo đều là các anh chị có tâm, có tầm và có tài. Rất là thương quý Thảo. Thế và cũng chia sẻ với anh chị luôn là hai vợ chồng cũng mới dành 9 ngày là đưa bố mẹ của Thảo là đi dọc từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. 9 ngày vừa rồi mới trở về, cách đây có mấy ngày thôi. Tức là mình cũng gọi là trả hiếu trong bà, dạ mong ông bà, bây giờ ông bà cũng gần 80 rồi. Thì anh Nam anh lái xe là 2400 cây số đấy ạ. Ok. 9 ngày. Dạ. Thôi bây giờ là chúc tụi em sẽ cứ hạnh phúc mãi mãi như thế này nha. Và sau đây thì chắc là 4 chị em mình phải có một bữa cà phê để nói tiếp câu chuyện. Xin cảm ơn Thảo và Nam đã đến chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn anh chị nhiều.